Hello mọi người, hôm nay mình khoe cái cây cây này của mình chút nha các bạn. Mình kiếm online á thì họ nói là cây ngọc bích, mà nhiều người thì nói là cây cây sứ phong thủy, cho nên mình không biết cái tên nào đúng luôn nha các bạn. Rồi mình gọi nó cây ngọc bích đi. Cái cây này là mình xin hai cái lá, mình trồng 3 năm về trước nè các bạn. Cùng một lúc nha các bạn. Mà cây này nó lớn vậy nè. Các bạn thấy cái thân cây không? Hai đốt ngón tay nè các bạn. Cây này thì nhỏ. Mà mình trồng cùng một lúc nha các bạn. Hôm nay mình muốn chia sẻ cho các bạn cách trồng nó như thế nào nha các bạn. Rất là đơn giản. Mình sẽ lấy một cái lá này. Bây giờ để mình bứt cái lá này nha các bạn. Mình định lấy cái tay mình ngắt nó, nhưng mà mình sợ nó xước cho nên mình nhờ con em lấy con dao nó cắt nha. Sát cho bây giờ mình ngắt một cái lá này nè các bạn, mình ngắt một cái lá này cho mình cắm xuống nha các bạn, để mình trồng. Hai lá để cho mình nè. Mình ngắt hai cái lá của cái đó đó các bạn. Đây là cái chậu đất là mình chuẩn bị sẵn nè các bạn. Đặc biệt là cái đất này á là cái đất mình dùng trong nhà nha các bạn. Indoor có nghĩa là đất nó rất là xốp. Đất không có thấm nước, các bạn thấy cái đất không? Đó. Đất nè, không có thấm nước nha các bạn. Này cũng vậy luôn. Đó. Và đặc biệt mình để ý nha, mình để ý là khi mà mình cắm cái lá xuống đó, mình phải cắm theo cái chiều này nè các bạn. Không phải cắm sâu lắm đâu. Đó. Cắm theo cái chiều lá nó vặn lên trên vậy nè đó, chứ cắm cúp xuống như vậy thì không được nha các bạn. Cắm xuống như vậy thì mình thấy nó không có được, cắm xuống vậy mình thấy nó không được, mình để ý rồi mình phải cắm nó vặn lên vậy nè. Đúng ra mình định cắt một lá thôi, nhưng mà mình cắt hai lá luôn, nhưng mà mình để vậy đó, để vặn lên trên vậy đó các bạn, cái lá nó vặn lên chứ đừng để nó cúp xuống. Mình để ý là nó khó lên thì phải, nó cũng lên nhưng mà nó khó lên. Còn cái này nè, nó lên theo đó, đơn giản vậy thôi đó các bạn. Rồi mình có trồng thử mấy cây rồi từ lúc tháng 7. Và đây là ba cái cây mình trồng từ lúc tháng 7 đó các bạn. Tới bây giờ nó lên vậy nè. 3 tháng trời đó các bạn. Đó, cái cây này mình thấy các bạn thấy không? Cái lá này lá đang lên hai ba cành luôn nè. Cái này cũng vậy. Cái lá này lên một cành đấy. Nó lên một cành thì chắc nó lên mạnh hơn nè, còn cái này nó lên nhỏ nhỏ. Các bạn thấy không? Mình trồng á, cái lá khi mình cắm xuống đất á, là cái lá nó cong lên á, cái mặt cong đó, nó nằm ở trên. Mình đừng có trồng cúp xuống nha, cúp xuống là nó không lên đấy các bạn thấy không?
Đó, sau thì mình cắm cái lá xuống rồi các bạn. Mình tưới nước á, mình không cần phải tưới nhiều đâu. Tay mình nè, lấy cái nước này. Mình nhiêu nhiêu nó xuống chỗ này thôi nè. Đặc biệt là không phải tưới nhiều nha các bạn. Đó, mình chỉ một tuần mình chỉ tưới chút xíu. Đó, cây lớn này cũng vậy nè các bạn. Mình tưới chút xíu. Đó, cái video này là mình muốn chia sẻ cho các bạn cách trồng cái cây ngọc bích nha các bạn. Các bạn nhớ là dùng đất trong nhà mà đất không có giữ độ ẩm nha các bạn. Đất rất là mềm mà mình để ý là phải để ngay chỗ ánh sáng các bạn. Đó, mình để ngay chỗ cái cửa sổ này nè. Đó. Và lá rất là xanh tốt luôn. Bây giờ mình chỉ đợi là nó ra bông thôi, nó ra hoa. Tại vì mình nghe nói là nó cũng có cái loại này nó cũng ra bông nha các bạn. Nhưng mà nó rất là hiếm ra bông là bởi vì nó khó, mình cũng không biết nữa. Đó. Các bạn thấy không, mấy ngày nay trời nó âm u tại mưa các bạn, ngoài trời đang mưa, mấy ngày nay mưa. Cái cây của mình nó bị nghiêng qua một bên, nó nghiêng vào trong nhà. Đó, thì mình này phải xoay nó ra này, hướng ngoài mặt trời. Để cái nắng nó kéo lại đó các bạn. Đó. Rất là dễ trồng nha các bạn. Và rất là dễ lên. Các bạn thử đi nha các bạn. Rồi mình không biết là cái cây này tên thiệt là cây gì, cho nên nếu mà các bạn nào biết á thì cho mình biết nha các bạn. Đó, mình muốn chia sẻ cho các bạn cái video ngày hôm nay là mình khoe thôi chứ mình không dám chia sẻ đâu, chắc bởi vì nhiều người cũng biết cái cây này trồng như thế nào rồi. Nhưng mà mình chỉ khoe một chút là cái thành quả của mình trồng cây này 3 năm trời. Nó rất là mình thấy nó rất là đẹp. Ok, chúc các bạn một ngày vui vẻ. Các bạn nếu thích video thì nhớ share và subscribe cho mình nha. Ủng hộ kênh mình nhé. Mình cũng muốn khoe luôn, cây này là cây tắc. Đó, cây tắc mình trồng bằng hột. Đây, cái vườn nhỏ của mình. Ồ, mình cũng muốn khoe luôn là mình trồng ở chỗ này ngay cái cửa sổ này, rất nhiều người đi qua và nhất là người lớn đó các bạn, người ta rất là thích, người ta vô người ta hỏi cách trồng như thế nào mà sao cây của mày nó xanh mà nó lớn vậy. Đó, thì mình cũng nói mình cũng chẳng cần chăm cái gì hết, mình cứ để cho liền. Ok, bye các bạn nha, chúc các bạn một ngày vui vẻ.